Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là một anh người cùng quê ở Đồng Nai. Nhân Trạch, Đồng Nai. Đi từ sáng tới giờ, giờ mới tới. Mua ở đây nè. Đây. Mua ở đây nè. Vô mua bình xăng con. Nhưng mà đi từ sáng 5 giờ 5 mới tới đây. Đấy. Giờ rủ đi nhậu nữa không dám đi nè, mới ớn này chứ. Anh là người ngày nào cũng coi video của mình. Một ngày anh coi mấy lần? Ngày coi 2 lần. Ngày lên 5 video mà anh coi có 2 lần, mất có 2 video rồi, thiếu 3 video nữa chưa coi. Ngày coi 2 lần tại vì công việc mình nhiều cho nên mình không coi được nhiều, chứ mà ngày coi 2 lần. Ngày nào cũng coi đúng không? Đúng rồi, ngày nào cũng coi. Có chắc không anh nói xạo nữa? Chắc. Ngày coi 2 lần, ngày nào cũng coi. Sáng chiều hả? Đúng rồi. Trưa với tối. Cái giấc tối là coi nhiều, giấc tối là khách coi. Đúng rồi. Trưa với tối, chứ còn buổi sáng mình không mát đâu, mình mới bán nhầm, bán hủ tiếu mà. Lúc giấc tối là cái lúc mà khách văn phòng á, người ta đi làm gì á, người ta rảnh người ta coi nhiều. Mình chỉ coi trưa với tối thôi. Không coi được gì nữa. Giờ đi nhậu mà không có nhậu được. Tới giờ chở bé đi học. Hẹn lúc khác. Dở. Yếu. Yếu. Chửi yếu thì sao các bạn? Bây giờ chửi mình yếu nè. Yếu. Không, mình yếu là mình chấp nhận mình yếu không? Miễn sao mình bán đồ đẹp là được. Đẹp thì ok rồi, cô clip cô hoài biết rồi. Clip cô hoài biết rồi. Ở đây là chỉ bán đồ đẹp, đồ ngon. Xin không? Đẹp. Đồ rinh mà ngon. Xỉn chưa? Xỉn chưa? Không, không giờ xỉn. Dân thử xỉn hay không là biết. Dân thử không này biết. Sớm giờ anh uống mấy chai rồi? Uống chục lon hả? Chục lon chưa xỉn. Kìa, chục lon chưa xỉn. Chưa xin nhi, chưa xin nhi. Uống từ trưa tới giờ chục lon có gì đâu. Từ hồi trưa tới giờ, hầu 12 giờ tới giờ thì chục lon không có gì hết. Bây giờ cái bèo nhất cũng được chục lon nữa. Rủ nhậu tống bia quá vậy. Rủ em tống mồi. Rủ em nhậu là tống mồi. Rủ anh nhậu là tống bia. Hai anh em mình sắp vô làm bia với mồi là đều hết, không có sót miếng nào á. Quan trọng em ra đi không? Anh em mới gặp lần đầu luôn. Không có uống nhiều, em uống bao nhiêu bao nhiêu thôi, được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Không cần thiết em phải uống nhiều, uống một lon cũng được đó. Bữa khác, bữa khác. Bữa khác anh ở xa lắm, anh không có.